Sáng nay, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô tổ chức chương trình đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành sức khỏe và ngôn ngữ. Tại chương trình, lãnh đạo vụ giáo dục đại học đã trực tiếp cung cấp thông tin mới nhất về những quy định các mốc thời gian tuyển sinh trong năm 2024. Cùng với đó, trong khuôn khổ chương trình, đại diện các cơ sở giáo dục đã giới thiệu đến hơn 1.000 em học sinh các phương án tuyển sinh, chỉ tiêu xét tuyển, mức học phí cũng như giới thiệu các ngành nghề đào tạo của trường. Hoạt động hướng nghiệp tư vấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh trung học phổ thông, góp phần cung ứng nguồn nhân lực với cơ cấu phù hợp. Hướng nghiệp càng sớm giúp các em có thời gian để chuẩn bị tinh thần, kiến thức cũng như tìm hiểu sâu về nghề, từ đó có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, chọn được nghề phù hợp với bản thân và nhu cầu của thị trường lao động. Từ tháng 3 năm 2024 tới nay, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã có 3 chương trình tư vấn hướng nghiệp được tổ chức.